Thưa cha cộng đoàn, con ở ngoài Bắc, con cũng mới vào đây được nay là 3 hôm. Thì gia đình con thì con bỏ đạo mất 20 năm từ ngày con lấy chồng thì con bỏ đạo. Thế con cũng được nhờ ơn Chúa, con cũng quay về với đạo được 20 năm nay. Nhưng mà con thì con ốm đau thì con cũng con gọi điện vào cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì cái đợt con định đi mổ, con bệnh gì? Con bệnh cắt mật. Thế nhưng mà bên đại tràng, thế nhưng mà họ bảo mà bên dạ dày ạ, thì người ta bảo con bị cái bệnh gì nữa. Nhưng mà con không người khác thì giờ con cầu xin Chúa ban cho con được khỏe, được khỏi bệnh rồi. Hallelujah. Đây là một người xem cả bệnh thân xác lẫn bệnh tâm hồn, với căn bệnh mà ta gọi là ung thư tâm hồn, 20 năm bỏ Chúa. Bên cạnh đó là bệnh đáng nghĩa là phải cắt bỏ túi mật, mà bây giờ túi mật không phải cắt, nhưng mà cắt cái cục ung thư tâm hồn. Đó mới là cái cần phải cắt. Chúng ta chỉ có cắt mật, cắt sạch thật đủ, xin mọi thứ cắt, mà chả bao giờ chúng ta khẩn nài Chúa hãy cắt cái ung thư tâm hồn ra khỏi mỗi người chúng con. Tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con.